phải nhớ ăn đúng bữa, gọi điện thoại thông báo để cho ông biết được tình hình của con nghe chưa? Thôi được rồi mà ông nội, ông không cần phải lo lắng quá nhiều như vậy đâu. Tụi con chỉ vào rừng một ngày rồi tối là về thôi mà. Biết lạng dày nhưng mà ông vẫn lo cho con lắm. Con xin lỗi ông nội, mỗi khi mà được ông lo lắng cho con thật sự cảm thấy vui nhiều lắm. Cảm giác như con là một con người thật vậy đó. Đối với ông mà nói, con là một con người mà. Con là trái tim, là mọi thứ đối với ông. Nè, ăn sáng trước đi con. Via, tụi tôi sẽ không xin cậu dẫn tụi tôi đi theo đâu, vì kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối thôi. Như vậy tụi tôi sẽ buồn dữ lắm, nên tôi và Gin tôi quyết định sẽ đến đó trước luôn. Tạm biệt nha. Ấm ba la xì bồ, cà na xí mội, cậu xí sơn, tôi xí dạo, xí ba xí bầm. Nè chôn bôn. Ông đòi tiền của tụi tôi đó hả? Tôi không muốn đưa mà còn lấy tiền của ông nữa đó. Tao đúng rồi nè. Lại đi. Cướp, cướp. Bọn chúng cướp tiền của tôi. Em Ly, cậu cứ lên xe trước đi, tôi sẽ theo sau. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Dừng lại. Hả? Các anh hãy trả tiền cho ông chủ quán mau lên. À. Ê, đâu? Đâu? À. À. Còn Via đâu rồi ta? Thầy ơi, bạn ấy đang tới đó. Đi thôi thầy ơi, chắc bạn ấy đi bộ nên phải đợi lâu lắm. Cứ bỏ lại để lần sau không dám tới trễ. Anh tài xế, khởi hành thôi. Thầy ơi. Tiền của tôi. Cảm ơn cậu bé robot nha. Thầy ơi, tôi đang đợi ở trạm kế tiếp. Tới đó thầy đón cậu ấy nha. Cậu ấy gửi lời xin lỗi vì đã đến trễ. Hả? Cậu bé robot biết tên thầy kìa. Yên tâm đi cậu bé robot. Ông chủ ơi, trường của cậu bé Via đang tổ chức dã ngoại cho tụi nó trong rừng á. Trường nó công nhận ưu đãi ghê. Còn ông thì sao? Không bao giờ cho tụi tôi đi du lịch hết trơn à. Sao lúc nào ngươi cũng nông cạn hết vậy? Ngươi đúng là cái thứ điện thoại to mà cái bộ nhớ thì nhỏ xíu à. Bộ não siêu phàm của ta là một ý tưởng đây. Hôm nay ta sẽ có một nhiệm vụ quan trọng cho ngươi Demona. Được rồi, chúng ta nghỉ trưa thôi các em. Sau đó thì sẽ bắt đầu hành trình. Bắt đầu thôi Mona. Ngươi hãy làm theo lời của ông chủ chúng ta đi. Ngươi cười thì thấy nhiều rồi, nhưng hôm nay kể cả động vật cũng phải cười. Được rồi. Đang nhìn gì đó hả sư tử con? Bà là ai vậy? Con quên mất dì mèo này luôn rồi hay sao? Mà làm sao con có thể nhớ ta được? Khi ta đã rời khỏi đây thì con vẫn còn nhỏ xíu à. Thôi nghe nè, ta có một tin rất quan trọng đây. Ngay lúc này loài người đang chuẩn bị sẵn sàng đi vào khu rừng này rồi đó. Những kế hoạch của họ sẽ gây nguy hiểm cho các loài chúng ta. Nhanh lên, triệu tập cuộc họp, phải khẩn trương lên. Lập tức triệu tập cuộc họp. Các anh em tập trung lại ngay. Họ đã tới đây đông đủ rồi. Giờ thì hãy nói hết những gì cần nói đi. Mèo, nghe nè. Ta vừa nghe được một tin. Loài người đang đến để bắt nhốt hết chúng ta. Hey.
Cái khí cái khí gà này, con mèo kia có phải là của bà bày ra không vậy? Hả? Không. Mà thôi, ta biết rồi. Phải trốn nhanh lên, đừng có chần chừ nữa. Đây là kế hoạch của họ đó. Tình hình căng thẳng quá. Con sâu lại mắc cười dữ vậy nè. Chúng ta mau trốn đi, nhanh chân lên. Nguy hiểm quá, loài người sắp tới đây rồi. Rồi họ sẽ bắt hết chúng ta. Ông chủ ơi, mọi việc xong xuôi rồi, cả bầy thú đã bị bắt vô lòng rồi. Khi nào Via tới, chúng ta sẽ bắt nó vào trong đó luôn. Sao các cậu ấy lại cười dữ vậy? Chưa bao giờ thấy con lừa hay sao? Không phải. Có một con mèo tới đây nói lung tung. Rồi đưa thú rừng lên xe tải. Con người đã tới xịt khí ga. Sau đó cả đám tụi tôi đều bị ngoác miệng cười không ngớt. Bắt tất cả thú rừng đi hết rồi hay sao? Chúng ta phải báo ngay cho Vi biết mới được. Chúng ta tới đây lâu rồi mà vẫn chưa được nhìn thấy con thú nào hết ha. Vi à, cũng tại khí ga gây cười mà tất cả các thú đều bị bắt và đưa đi hết rồi. Có một con mèo và người đàn ông đã bắt chúng đi đó. Bắt Max đó, hắn ta cũng có một con mèo mà. Chắc chắn là hắn cũng đã cho xịt khí ga gây cười. Gintu, cậu hãy giả làm tôi rồi lại đây với Imli đi nha. Tôi sẽ đi tìm hiểu mọi chuyện. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Gintu, chúng ta cần phải giúp Vi một tay chứ. Đi thôi, để tôi báo thầy. Thầy ơi, thầy, bạn của em vừa mới gọi điện báo là tất cả các động vật trong rừng đều bị người ta bắt lên xe đi hết rồi. Cái gì? Ôi không, hèn chi hôm nay tôi không nhìn thấy được con thú nào trong rừng. Thầy nè, thầy hướng dẫn các em học sinh lên xe ngồi hết đi, tình huống khẩn cấp. Tất cả robot sẵn sàng. Cậu bé robot đang tới đó nha. Trang phục máy khoan. Trang phục máy khoan bật. Thank you.
Nhà có cậu bé robot đó. Ambalasibo, cana, xí mụi, cậu xí sâu, tôi xí chào, xí ba, xí bầm. Tất cả các động vật sẽ trở lại bình thường và trở thành bạn của con người. Cảm ơn cậu bé robot. Cảm ơn cậu bé robot. Vi à, con chuẩn bị đi dã ngoại đó hả? Ông ơi ông, các cậu ấy chuẩn bị đi sở thú quốc tế luôn đó ông ơi. Tới đó hả? Họ sẽ được cưỡi trên lưng lừa, cho ăn một vài củ cà rốt để nó biết nghe lời, rồi dẫn nó tới giang hồ uống nước, đỡ tốn biết bao nhiêu tiền luôn đó ông. Ông nội ơi, ông đừng có lo cho tụi con nha. Được rồi, đi vui nha con. Cho dù cậu ta có ăn hiếp hay chọc ghẹo gì tôi cũng không sao, nhưng mà dám đụng tới bạn bè của tôi thì nhất định tôi sẽ không để yên cho đâu. Chúng ta cùng nhau dạy cho cậu ta một bài học đi. Được rồi, hả? Chắc sẽ vui lắm đây. Im Ly, nhớ là chúng ta không được nói ra bí mật của loài lừa đâu đó nha. Bí mật nào vậy Phía? Nếu chúng ta hôn lên đầu con lừa thì đầu của nó sẽ biến thành tay lái và chân biến thành bánh xe. Nếu cậu đạp khởi động như đạp xe máy và chúng ta sẽ cưỡi lừa y như chạy xe máy vậy đó. Hả? À, đúng rồi. Tôi có đọc chuyện này ở đâu rồi. May quá, Monty không có biết bí mật này. Đi thôi, chúng ta bắt đầu chuyến dã ngoại thôi. Umbala xí bồ, cà na xí mụi, cậu xí xô, tôi xí dạo, xí ba, xí bầm. Kiki Fiki, nghe nè, tôi vừa mới biết được một chuyện bí mật này nè. Nói cho các cậu biết thôi đó nha. Một con lừa có thể biến thành chiếc xe chạy rất là nhanh luôn á. Cả đống lông trong miệng của tôi luôn. Giờ thì xem đầu nó sẽ biến thành tay lái, còn chân sẽ biến thành bánh xe đây nè. Nhìn cho kỹ nha. Ở đâu ra tự nhiên nhảy lên lưng người ta còn vỗ lông của người ta nữa. Hả? Tự nhiên tôi muốn được uống nước dừa quá à, để tôi đi hái một trái xuống uống mới được. À, ôi chân của tôi. Ước gì trái dừa có thể tự rớt xuống, tôi sẽ được uống nước dừa thỏa thích luôn. Ấm bên la xì bồ, cà na xế mụi, cậu xế xô, tôi xế dào, xế ba, xế bầm. Tất cả những trái dừa ở trên cây, hãy tự chạy tới chỗ của chung môn hết đi nào, nhanh lên. Yeah. Wow, Vía, cậu nhìn kia kìa, mấy trái dừa tự động chạy xuống đây luôn á. Hắn ta sẽ chặt bạn của chúng ta ra đó. Các anh em, tấn công. Ôi. Mình đang làm gì ở đây vậy ta? Cậu đừng có biến mất sau khi đã làm phép tạo ra mấy trái dừa này chứ. Cậu là ai vậy? Lại đây tôi sẽ nói cho cậu biết. Gintu, ngăn lại đi, bọn chúng bỏ chạy kìa. Umbrella Sibu, Gana Sibu, cậu xí xô, tôi xí dào, xí ba, xí bầm. Ê, đứng lại đi, đừng có chạy nữa, nè. Đừng có chạy nữa. Tụi nó được tạo ra bằng phép thuật của tôi, cho nên phép thuật của tôi sẽ không có tác dụng với lại chúng nó đâu. Khi nào bọn chúng tự động quay trở về thì phép thuật mới linh nghiệm. Vậy thì đi bắt chúng về thôi.
Mấy cái đó là gì vậy hả trời? Cứu tôi với! Ôi trời ơi, mình chưa thấy chuyện này bao giờ luôn đó. Anh chạy xe cái kiểu gì vậy? Còn không biết tránh đường. Thiệt tình. Mau chiếm lấy xe này đi. Cái gì vậy? Xe của tôi. Dừng lại đây, giúp tôi với. Tụi này nó cướp xe của tôi nè bà con ơi. Xe của tôi mà, trả lại đây, có chuyện gì vậy? Cậu bé robot ơi, giúp chúng tôi với. Cậu làm gì đó để bắt bọn chúng lại đi. Phải kết thúc chuyện này cho nhanh. Cứu chúng tôi vậy? Ơi! Ôi, chạy đi, nhanh lên! Chạy đi! Bữa tiệc kết thúc rồi các bạn! Vừa tấn công hắn ta! Dừa kia, mau quay về trên cây lại đi. Đừng có để cho ta nổi giận đó. Ta mà đây là đâu vậy ta? Mình làm gì đứng ở đây vậy? Ôi thượng đế ơi, con phải làm gì với cậu ta đây? Khi nào chuyện này mới chấm dứt đây? Anh em vừa tấn công. Nó sẽ tỉnh lại thôi. Cần có giải pháp trong trường hợp này. Nhìn tôi đã có nói, bọn chúng phải tự biết mà trở về thì phép thuật mới có tác dụng với bọn chúng được. Ý cậu muốn nói gì hả em Ly? Cậu cứ làm như vậy đi, bọn chúng sẽ nhận ra và quay về trên cây thôi. Ôi, ủa, John Bull, đám dừa đâu hết rồi? Cậu còn để tôi đi kiếm đồ ăn nữa chứ, trong khi Vi đang chiến đấu với cả đám dừa đó. Hiểu là tốt, giờ thì mau đi thôi. Các anh em, chúng ta hãy bao vây thằng nhóc này rồi hợp sức tấn công nó đi. Dạ sếp. Dạ sếp. Cậu tránh ra đi em Ly, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. Tôi đi đây. Nhưng cậu phải luôn nhớ một điều này, bọn chúng luôn hành động như một đội quân vậy đó. Chỉ có Kintu mới có thể giải quyết được mọi chuyện, cho nên cậu cần phải. Không bỏ cuộc. Dừng lại, tất cả đứng im. Chào.
Ta chính là lãnh đạo của toàn bộ lời dừa. Từ lúc biết chuyện các ngươi đã bỏ hết mọi công việc để đến đây. Làm giỏi lắm, các ngươi đã chiến đấu rất dũng cảm. Tên nhóc đó đã bỏ chạy xa rồi. Các ngươi đã chiến thắng. Các ngươi chắc cũng mệt lắm rồi. Thôi thì về nhà nghỉ ngơi cho thật khỏe đi. Các ngươi đều cần phải nghỉ ngơi mà, đúng không? Đúng vậy. Họ đã sẵn sàng về nhà nghỉ ngơi rồi đó. Làm việc của cậu đi. Được rồi, Mala Sibo, Kana Sibo, cậu Siso, tôi sẽ vào Siba Sibo. Cảm ơn cậu Im Ly. Cậu cho tôi một gợi ý rất tuyệt vời. Chân Quân, nhớ đừng bao giờ dại dột để nói với Kintu. Cậu muốn lấy dừa xuống uống nữa. Nếu không, lại thêm một trận chiến với mấy trái dừa đó nha. Tôi được ăn cà rốt cũng thấy vui rồi. Nước dừa có vẻ quá xa xỉ đối với tôi á.